Mang theo nhiệt huyết của tuổi trẻ, sáng nay 139 thanh niên tại quận 5 đã lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đến dự lễ giao nhận quân có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ. Năm nay, quận 5 được thành phố giao chỉ tiêu là 139 công dân, trong đó có 120 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự và 19 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Thực hiện tốt công tác tuyển quân, 100% thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ đều đủ các điều kiện về sức khỏe, chính trị, văn hóa và đạo đức. Quận cũng tích cực thực hiện chính sách với công dân nhập ngũ, gia đình có công dân nhập ngũ, để các tân binh an tâm trong quá trình thực hiện trách nhiệm công dân. Trong số 139 công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm nay, có hơn 100 thanh niên đã tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ, thể hiện trách nhiệm và tinh thần dấn thân, phục vụ cho Tổ quốc. Lịch sử trước của ông cha ta làm cho em tự hào về bộ đội của mình, là em muốn tham gia và em hy vọng sau 2 năm em về sẽ trưởng thành, trưởng trạng hơn. Em có đi dân quân một thời gian, em cảm thấy là môi trường quân đội rất là thích hợp với em, thì là nên em đã viết đơn tình nguyện thi hành nghĩa vụ quân sự. Ba mẹ cũng cực kỳ ủng hộ, thì khi đó thì em cũng an tâm lên đường nhập ngũ. Như mọi năm thì chúng tôi cũng đã làm cái công tác vận động này. Tuy nhiên thì số lượng thanh niên viết đơn tình nguyện chỉ ở con số 70-80, nhưng mà năm nay thì số viết đơn tình nguyện của chúng tôi là đến 105. Tín hiệu rất là vui và đáng mừng. Hy vọng con em phấn đấu rèn luyện là một người thanh niên ưu tú, vừa hồng vừa chuyên, để khi sau khi xuất ngũ trở thành một thanh niên trưởng thành rõ rệt, đồng thời cũng là tạo nguồn cho công tác cán bộ. Tạm gác lại cuộc sống bên gia đình, hành trình 2 năm gắn bó với chiếc ba lô và màu áo lính chính thức bắt đầu với những tân binh nhiệt huyết và năng động. Đồng hành cùng người lính chính là niềm tin yêu và kỳ vọng từ gia đình, địa phương về sự trưởng thành của các tân binh.